Quý vị và các bạn đang đến với nhịp sống 24 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, Cục Thuế tỉnh Nghệ An vừa công bố 220 doanh nghiệp nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 30 tháng 11 năm 2022 với số tiền trên 827 tỷ đồng. Thông tin này sẽ mở đầu cho nhịp sống 24 giờ hôm nay. Trong số 220 doanh nghiệp nợ thuế, có nhiều doanh nghiệp đã bị cưỡng chế nợ thuế bằng cách trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản của người nộp thuế tại kho bạc nhà nước, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Đứng đầu trong danh sách các doanh nghiệp nợ thuế là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Minh Khang, có địa chỉ tại số 9 11E đường Trần Phú, phường 4, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh với hơn 312 tỷ đồng. Mặc dù cơ quan thuế đã nhiều lần đôn đốc nhắc nhở, song các doanh nghiệp này vẫn cố tình chây ý, không tự giác thực hiện nghĩa vụ thuế. Sáng nay, Công an huyện Con Cuông cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Hòa, sinh năm 1980, trú tại xã Xá Lượng, huyện Tương Dương để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Nguyễn Văn Hòa thường xuyên tìm hiểu, liên hệ với người dân có nhu cầu xin vào các bệnh viện, trường học trên địa bàn huyện Con Cuông, rồi giới thiệu bản thân có người quen làm việc tại các cơ quan cấp tỉnh, có thể xin việc cho họ. Sau khi nhận tiền của các bị hại, đối tượng tiêu xài vào mục đích cá nhân. Với thủ đoạn như trên, Hòa đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 8 bị hại trên địa bàn các huyện Con Cuông, Tương Dương với tổng số tiền hơn 600 triệu đồng thông qua hình thức chạy việc. Hôm qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hải Lý, sinh năm 1974, ngụ xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, để điều tra tham ô tài sản theo quy định tài khoản 4, điều 353 Bộ Luật Hình sự. Nguyễn Thị Lý là nhân viên văn phòng dự án Bắc Giang thuộc công ty cổ phần Tiến Bộ, địa chỉ trụ sở chính tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Từ tháng 5 năm 2021 đến tháng 11 năm 2021, nữ nhân viên này được giao nhiệm vụ thu tiền của khách hàng, được nhà nước hỗ trợ tái định cư tại dự án khu nhà ở xã hội và khu nhà ở thương mại, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Nguyễn Thị Hải Lý đã thu tiền của nhiều khách hàng nhưng không nộp về công ty mà chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân, số tiền khoảng 17 tỷ đồng. Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, vào khoảng 21 giờ đêm qua, một đám cháy lớn đã bùng phát từ tầng 1 kiosk giày dép Thu Chip, chợ Ninh Hiệp, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Sau đó, cháy lan lên tầng 2 của kiosk. Thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bắc Ninh điều 2 xe chữa cháy, hàng chục chiến sĩ phối hợp với lực lượng công an thành phố Từ Sơn, phường Đình Bảng và công an huyện Gia Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội đến hiện trường khẩn trương chữa cháy, chống cháy lan. Sau hơn 1 giờ tập trung chữa cháy, đến hơn 22 giờ cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Đám cháy không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Cục đăng kiểm thống nhất miễn đăng kiểm lần đầu cho ô tô mới trong một năm tính từ khi xuất xưởng. Tuy nhiên, chủ xe vẫn phải đến trung tâm đăng kiểm để lập hồ sơ. Cục đăng kiểm cho biết kết quả nghiên cứu trong 6 tháng cho thấy tỷ lệ đăng kiểm không đạt của ô tô mới xuất xưởng rất thấp, chỉ 0,17 đến 0,31%. Từ thực tế này, Cục đăng kiểm đã trình Bộ Giao thông Vận tải phương án miễn đăng kiểm lần đầu cho ô tô mới xuất xưởng trong vòng một năm. Lý giải việc chỉ miễn đăng kiểm trong thời hạn 12 tháng tính từ ngày sản xuất, Cục đăng kiểm cho biết xe sau khi xuất xưởng còn có thời gian lưu kho, lưu bãi trước khi đến tay người tiêu dùng. Như vậy sẽ có trường hợp người mua xe mới không được hưởng lợi từ chính sách này do chiếc xe đã bị lưu kho từ một năm trở lên. Cục đăng kiểm đề xuất phương án chỉ miễn kiểm tra kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho phương tiện nhưng vẫn cần lập hồ sơ phương tiện. Trưa nay, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương thông tin về trường hợp một nam thanh niên 30 tuổi ở Phú Thọ mắc bệnh dại sau khi bị chó lạ cắn. Được tiên lượng không thể qua khỏi, gia đình đã xin cho bệnh nhân về nhà. Qua khai thác tiền sử, bệnh nhân cho biết khoảng 3 đến 4 tháng trước, bệnh nhân bị một con chó lạ cắn. Sau đó, bệnh nhân đã đánh chết con chó và làm thịt ăn. Bệnh nhân cũng không đi tiêm kháng huyết thanh. 10 giờ sáng ngày 21 tháng 12, bệnh nhân đến bệnh viện khám, được chẩn đoán và làm xét nghiệm virus dại có kết quả dương tính và được chuyển vào điều trị tại khoa cấp cứu. Đến 18 giờ 15 cùng ngày, bệnh nhân hốt hoảng, kích thích, tình trạng sợ nước, sợ gió của bệnh nhân tăng dần. Được bác sĩ giải thích tiên lượng tử vong, gia đình đã xin cho bệnh nhân về nhà.